Tối ngày 5 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Nguyên, Nguyễn Văn Ngon, Lê Hữu Nhân, Phạm Duy Khánh về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, trinh sát phát hiện nhà hàng 97 ở số 97 Bích Sương Nguyệt Anh do Nguyên, còn gọi là Nhi, làm chủ và trực tiếp điều hành, có biểu hiện hoạt động mại dâm. Nguyên còn làm chủ một số nhà hàng ở quận 1, quận 5 và hoạt động karaoke không phép. Qua điều tra, công an xác định nhà hàng 97 hoạt động từ năm 2018 đến nay. Nguyên cho các tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, tìm cách đối phó với cơ quan công an. Theo đó, Nguyên trực tiếp chỉ đạo cấp dưới sử dụng các tiếng lóng như ăn cơm, ăn cháo để ám thị việc tiếp viên nữ được phép bán dâm. BC02 đã phối hợp công an quận 1 kiểm tra nhà hàng 97, phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan việc Nguyên tổ chức cho tiếp viên nữ đi bán dâm tại các khách sạn. Thời điểm kiểm tra, nhà hàng có 15 phòng hoạt động karaoke không phép với khoảng 60 tiếp viên nữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sau khi ăn uống, hát karaoke ở nhà hàng 97, khách được Ngon, còn gọi là Tuấn, là quản lý môi giới mại dâm với 4 tiếp viên, giá bán dâm là 12 triệu đồng một người một đêm. Từ việc môi giới mại dâm, mỗi tháng hệ thống nhà hàng của Nguyên thu hút hàng ngàn lượt khách và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.